giờ làm. Những cuộc đình công này không chỉ là khiến cho giao thông công cộng tại quốc gia này gặp khủng hoảng, mà còn khiến cho cả nền kinh tế của nước Đức chịu nhiều hệ quả. Trong thời gian diễn ra đình công, các dịch vụ đường sắt sẽ giảm đáng kể lịch trình hoạt động, buộc nhiều người trong số hàng triệu hành khách của Deutsche Bahn, nhà điều hành đường sắt tại Đức, phải hủy chuyến đi hoặc tìm phương tiện khác. Deutsche Bahn cho biết khoảng 80% dịch vụ đường dài sẽ bị hủy, trong khi các tuyến của khu vực sẽ bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau. Những người đi làm hàng ngày ở Đức đang rơi vào tình trạng chậm trễ hoặc không đến được công sở do giao thông gián đoạn. Tôi bay từ nước khác đến đây để làm việc. Tôi đã phải tìm kiếm rất nhiều lịch trình để có thể đến được ga tàu trung tâm vào đúng 10 giờ 30 phút. Lịch trình bị thay đổi khiến tôi mất rất nhiều tiền, công sức và thời gian. Liên minh lái xe đồng bài Đức GDL, đại diện cho khoảng 10.000 nhân viên, đang yêu cầu tăng lương nhằm bù đắp cho lạm phát cao và cắt giảm số giờ làm từ 38 xuống 35 giờ mỗi tuần. Các chuyên gia kinh tế cho rằng cuộc đình công kéo dài 6 ngày sắp tới đây có thể gây thiệt hại nghiêm trọng cho nền kinh tế Đức. Lĩnh vực hậu cần, logistics vốn đã gặp khó khăn rồi do xung đột ở Trung Đông, mà chúng ta đang gặp khó khăn đáng kể trong giao thương vận tải toàn cầu. Các tàu phải di chuyển lâu hơn. Những tàu này đến bến cảng hơn, cả nguyên liệu phải chuyển ra ngoài càng nhanh càng tốt để tránh ùn tắc. Như thần kỳ COVID-19 bệnh. Và một trong những cuộc đình công đường sắt dài nhất từng có ở đất nước này hiện đang làm trầm trọng thêm tình trạng khó khăn. Ông Gröling cho biết, cuộc đình công có thể làm tăng chi phí và các vấn đề ở các công ty với thiệt hại kinh tế đáng kể. Cuộc đình công càng kéo dài thì các vấn đề vận tải